shopmoviet.vn bán ít đi quần rẻ nhất Việt Nam, giảm giá cực sốc lên đến 50%, random cực kỳ hấp dẫn, đảm bảo mọi tài khoản trên shop là trắng thông tin, hoàn toàn có thể đổi mật khẩu được. Hello cho bạn, là Môi Việt sẽ trải nghiệm trang phục mới xịn sò bậc nhất game mobile Butterfly. Uầy, đi nó nhẹ nhàng, nó uyển chuyển như kiểu là rồng bay phượng múa, phượng cửu thiên anh em ơi. Và đặc biệt, hiệu ứng kỹ năng thì ngất ngây đẹp trên từng cm, khỏi phải chê. Trang phục bậc SSS thứ 3 của game mobile mà anh em ơi. Đấy, uầy, phượng. Phượng bị choáng hơi bị nhiều đấy, Phượng té đây, anh cờ đích tắc ơi. Ô đây các thủ đầu mùa mà anh em có vẻ là hơi bị hàm hố cái mạng, và cái kết thì đâm sâu không rút ra nổi đâu, vừa đúng như các bạn ơi. Ôi gắt thế nhở, đấy mình hơi lỡ tay một chút xíu là dính quả cầu chiêu 2 của Lataria là cũng úp mặt với sông quê rồi đấy. À, hiện tại thì Mô Việt đã về quê ăn Tết rồi anh em ơi. Và chính vậy ở quê mình thì có hơi bị nhiều gà. Anh em có thể thỉnh thoảng nghe thấy tiếng o o o. Tình cảm trong cái này các bạn ơi. Chị Bina bạn ơi. Hay. Ủa quá hay, từ Anjanka có người xả đạn như thế này thì mình cần hết. Mình ăn hết. Ôi. Tung thì đùa được với đấng Van Hên đâu anh em ơi. Đấng bị giảm sức mạnh nhưng mà đấng bắn cực gắt, và hiện tại đấng 4-1 rồi. Quá là kinh. Thực sự mình nghĩ đây là trang phục đẹp nhất game of Combine, chứ không phải là đẹp bậc nhất. Bậc nhất thì có nhiều trang phục đẹp nhất cùng với nhau, nhưng mà trang phục này là trang phục đẹp nhất. Từ hiệu ứng kỹ năng rồi các cái bước di chuyển tạo hình đều rất là perfect. Nói chung là trang phục đáng đồng tiền bát gạo của Game of Combine ra mắt trong dịp Tết năm nay. Thực ra thì mình chơi Butterfly từ cái thời mùa 1 rồi. Và hồi mùa 1 thì Neo Rank thì đa phần đi rừng bằng Butterfly thôi. Butterfly chính là vị tướng sát thủ, siêu cấp sát thủ bậc nhất game mobile. Sao bạn này tinh tế nhở? Sát thủ mạnh bậc nhất game mobile ở cái thời mùa 1. Rất mạnh anh em ơi. Và hầu như là các bạn nào hồi đó là muốn lên danh S hay là danh A. Danh A là danh tinh anh hiện tại đấy. Danh S là danh cao thủ. Hầu ngày xưa ấy, đều phải chơi Butterfly đi rừng. Mà toàn là bét Butterfly thôi. Mình thì bét thì cũng hồi đó bét thôi, còn bây giờ thì đã thành chuyển thành bét rồi. Vì lâu ngày không chơi mà anh em ơi. Và cái trình độ Butterfly mặc dù là cũng không giảm đi, nhưng mà hiện tại nhiều tướng sát thủ với các nhiều tướng khống chế quá, việc vét mạng là hơi bị khó. Nhưng mà muốn vét mạng thì mọi người vẫn nên nhớ một cái điều rằng đánh bóc tổng lai thì không được mở giao tranh. Đợi đồng đội thế thôi, xong mình đến mình ăn hạ hộ đồng đội cơ mà, đúng không? Mình sẽ chạy đâu ơi. Đấy, 6 mạng rồi. Nói chung là team có 7 mạng sương sương, mình ăn có 6 thôi. Hơn nước tay thì hơi bị nhiều nhưng không sao. Ăn nhiều thì mới làm nhiều, à không, ăn nhiều thì mới gánh team được. À không, à với viết hạ hộ team được, ăn mạng hộ team được. Chúng ta ăn nhiều thì chúng ta lại ăn nhiều hơn. Chạy đi đâu? Bản quân Aventoto. Khi đi rừng lên cái rìu thì anh em không hoàn thành cái rìu sớm nhá. Các bạn nên thêm một chút đồ đam, thương xuyên phá, thậm chí lên cái lanh rồi các bạn mới quay trở lại lên một cái rìu Leviathan nha. Thôi xong rồi anh em ơi. Ở đấy là mù mắt quá rồi.
Thực sự là mù mắt quá rồi các bạn ơi. À, đúng là Tết rồi, nhậu thì cũng không được bao nhiêu nhưng mà có vẻ là hơi bị mắt quáng gà rồi đấy. Rõ ràng nhìn thấy Ajanka rồi Van Hên di chuyển xuống nhưng mà cứ đâm đầu cái bụi thôi. Banikang thật, mới phút thứ 6 mà đã sấp mặt hai phát rồi, hy vọng là đừng sấp mặt phát thứ 3, thứ 4 nha, cũng hơi bị buồn đấy. À, năm mới sắp đến rồi, chỉ còn hơn một ngày nữa thôi thì Mùa Việt chúc là đại gia đình Mobile Mùa Việt một năm mới an khang thịnh vượng và nói chung là rất rất những điều tốt đẹp nhất gửi đến các bạn theo dõi kênh Mobile của Mùa Việt. Thực sự là được trải nghiệm trang phục này mình cảm thấy rất là sướng. Chơi cực kỳ phê luôn anh em ơi. Đấy, chạy đâu bây giờ mình có mạng nhé. Một mạng là hai mạng. Hai mạng là thôi té. Ba mạng được bạn là Pena là hồi máu cực kỳ gắt. Trận này là may có Ajanka nhá. May có Ajanka mới cả VDS. Đây đây hay 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 các bạn ơi. Ừ, nhưng mà không được rồi. Thôi xíu anh em ơi. Có những bạn gọi là cấu rửa thắng địch từ xa, yếu máu hay là khống chế tập thể, đó mình nào vô. Những chất tướng đó phối hợp với Battle Fly rất là tốt. Còn nếu đội hình nào mà không có những vị tướng cấu rửa máu tốt hoặc là khống chế tốt để Battle Fly nào vô ấy, thì các bạn chơi Battle Fly cực kỳ phế. Đây là cái này để mình thích này. À, anh đến đây, chị đến đây, à chị Butterfly đến đây. 1 là 2 là 3, 3 là 4, 4 là 5. Ở đâu? Green Duck đâu nhỉ? Đấy. Những pha như vậy thì Butterfly cực kỳ thích và phát huy tối đa chất tướng của mình. Natalie, chào bạn nha. Ui. Hiện tại thì số người nhận ra Mobile Việt thì cũng không còn nhiều như xưa rồi. Nhưng mà vẫn còn, Neo Đanh thì thỉnh thoảng vẫn gặp anh em. Chỉ cần click trình bánh bèo. Hôm nay cũng là ngày vô cùng quan trọng đối với bạn chủ nhân click bánh bèo hiện tại. Với cái lời chúc vô cùng ý nghĩa đến người bạn gái. Chính là Happy Birthday. Chúc em sinh nhật luôn luôn xinh đẹp, mạnh khỏe và ngày càng yêu anh. Bây giờ mình đi ca là mình sắp mặt này, mình ra kia fan mình chết luôn anh em ơi. Bây giờ ra đây fan nó còn quá nhỏ trong rừng thôi, không dám ra ngoài. Thực sự thì mới một vô của cái nắc là mình chết thôi anh em ơi. Đấy đấy đấy, đừng đùa bạn ơi, tại sao cũng đi như vậy hả Tonen. Cái này thì là chết đấy. Tiếc quá trận này không có đại kiếm tiên Turen bậc SSS. Thế thì nó là một trận đấu vô cùng đẹp với rất nhiều trang phục đẹp anh em ơi. Mà nếu anh đơn mà không thể nhờ gọi là bảo bởi đấy sai cho trang phục đó được. Ok và hiện tại thì Mô Việt đã vét xương xương đến 14 mạng rồi. Hơi bị nhiều đấy. Ôi trời, mất tà thần rồi. Hình như Natalia có vẻ câu kéo tốt đấy nhở. Ở đây đây đây, lại ham mạng rồi, một thanh niên ham mạng. Và bắt Ajanka thì cái kết.
Bán luôn các bạn ơi, đánh luôn này. Ở những bên team bạn này có chuyển sinh anh em ơi. Hiện tại phù hiệu chuyển sinh mặc dù được sử dụng có 2 lần thôi, nhưng mà rất nhiều anh em sát thủ xạ thủ vẫn sử dụng phù hiệu chuyển sinh với cái tinh thần là tiết kiệm. Nói chung là xài cái gì cũng tiết kiệm thôi, không nên hoang phí. Dùng nhiều thì cái chuyển sinh nó sẽ phế. Bây giờ cái nắc thì chắc là cũng không còn chuyển sinh nữa đâu. Nghĩa là đánh rất cẩn thận. Nghĩa là mình cứ ăn thôi. 1 là 2, 2 là 3. Đó là đặc trưng chất tướng của Butterfly. Các bạn mở giao tranh các bạn là phế vật, các bạn vết mạng của bạn là quái vật. Chính vậy dù vết mạng bị đồng đội hay là tướng địch coi thường, nhưng mà mọi người cứ vết thôi, bởi vì đó là chất tướng mà. Đúng không các bạn ơi? Butter này, Queen Anne này, đánh không vết mạng thì phế vật vô cùng. Đó, những trường hợp này thì lại càng tuyệt vời. Vết mạng này, AD đứng một mình này. Con mồi béo bở của Butterfly khỏi chạy luôn. Hiện tại Butterfly đã truy sát tốt hơn trước rất là nhiều rồi anh em ơi. Như vậy có thể leo rank cao. Hiện tại Mô Việt đang leo mức rank cao thủ ở đầu mùa. Đầu mùa 13 anh em ơi. Thì nó cũng hơi bị ban hình căng đấy. Arthur thì trâu cực kỳ luôn. Tôi xong vai ô rồi. Arthur đuổi thì chạy làm sao được bạn ơi. Ôi, chạy được kìa. Arthur cứu help me. Help me bạn đấy. À, help vai ô. Thôi mình về nha. Về. Cái này là thực sự là vô cùng tinh tế đến Natalia ơi. Ở bình tĩnh em ơi, thủ nhà. Thủ nhà nào. Cố lên Tuna ơi. Cố lên bạn ơi. Cố lên. Ờ may quá. Từng may mà lại không may. Cuối cùng vẫn sấp mặt, nhưng mà sấp mặt ở trong trụ. Nói chung là về nhà rồi thì rất là tuyệt vời. Rồi chơi thôi anh em ơi. Lên này. 1 này. 2 này. Hay quá. Quá tuyệt vời VDS cái pha đấy anh em ơi. Chủ ám khoảng 3 người vào với nhau. Đẩy lính thẳng đường giữa này anh em ơi. Endgame được rồi đấy. Còn mỗi cái tính nắc thì không đỡ ở đâu. Bạn ấy chơi chiến thuật chặn lính nhưng mà rất tiếc. Thì mình quá đông. Nếu team bạn không pick Vao. À, bạn kia là biết Vio, cái tên là No Vio mà anh em ơi. Thì có lẽ là bạn ấy cầm tướng tủ là cũng bị hai bị căng này thì giết mình này. Dù chết quyết không chịu uy dịch. À trời ơi. Cuối cùng thì mình cũng hạ cuộc bạn đấy. Cái tội là bạn đấy cho mình mấy quả hơi bị tinh tế anh em ơi. Ok, và video clip Mô Việt chơi trang phục mới nhất xịn xò bậc nhất kênh Cô Bay là Butterfly Phượng Cửu Thiên đến đây hết rồi. Xin chào anh em. Hãy subscribe YouTube Liên Quân để được xem những nội dung chính thống.